Xin chào tất cả các anh em cần thủ. Thì mình tên là Trà, nhân viên của shop Thế giới đồ câu Vimax. Thì hôm nay mình sẽ xin được giới thiệu với các anh em cần thủ một mẫu cần Daiwa phân khúc cao cấp. Đó là dây cần Daiwa Tatula. Thì trên bàn của mình thì có hai cái cần, đó là cần Daiwa máy ngang Tatula size 2m1 702mhb. Đây là một dòng cần mà rất là nhiều anh em quan tâm, bởi vì nó không chỉ là ngoại hình rất là bắt mắt, rất là đẹp, mà chất lượng thì rất là tuyệt vời. Mình sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em xem như thế nào nha. Trước hết là về cái chị tổng quan này, thì mọi người có thể thấy đây, thiết kế là màu đen, rất là huyền bí, rất là đẹp. Thì cái dòng này là 2m1 mhb, độ cứng là mh nha mọi người. Trong cần này nó có một cái đặc điểm rất là nổi trội của cái cây Tatula này, đó là nó được làm bằng chất liệu đó là phôi carbon SVF độc quyền của Daiwa. Có nghĩa là cái với cái chất liệu mà carbon như thế này thì nó sẽ giúp đó là giảm cái trọng lượng của cái cần xuống, đồng thời là vẫn giữ được cái độ chịu tải của cần. Với cái đặc điểm như vậy thì sẽ giúp cho cần mình có độ chịu được độ tải tốt này, rồi chịu uốn cao, lực đàn hồi tốt, nên là khi mọi người đi câu á, mọi người sẽ có cái cảm giác kéo cá đồ nó rất là có cảm giác nha. Đó, tiếp theo đó là phần bát máy. Đây, cái phần bát máy này thì nó được cũng là độc quyền của Daiwa luôn. Zero G đây, mọi người thấy dòng chữ Zero G này. Đây, thì với một cái bát máy thế này nó rất là nhẹ nha mọi người. Hình dáng thì rất là độc đáo, phối màu xám đen á, và màu vàng rất là sang chảnh. Đây, đây bát máy là cứng cáp luôn. Đây, về phần cái chất liệu carbon nãy mình vừa nói mọi người này, mọi người có thể thấy từng cái vân carbon nó ở trên cái thân cần luôn. Bây giờ mình sẽ đi vào thông số chi tiết của cái cần này để mọi người cùng xem kỹ nha. Cái cần này độ dài chính xác là 2m13. Khi mà thu gọn lại hai khúc thì mỗi khúc là 111cm. Đó, nó chỉ nặng 115g thôi mọi người. Bởi vì nó chất liệu carbon mà nên là siêu nhẹ luôn. Mọi người đi câu máy ngang máy này thì rất là ok. Mình cầm máy nó không bị nặng, không bị mỏi tay á. Rồi cái phần đầu bu này là đầu bu này là 1.7mm. Đó, cái độ tải mồi của cái em cần Daiwa Tatula này đó là 7g cho tới 28g nha mọi người. Độ tải cá ở dưới nước á, là từ 10 tới 20lb, có nghĩa là dưới 9kg. Đó, nếu mọi người anh em có quan tâm tới cái sản phẩm cái cần Daiwa Tatula 702mhb này thì hãy ghé tới cửa hàng đồ câu Vimax, địa chỉ là 186 Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Hoặc là mọi người có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc mà cần tư vấn thêm thì có thể gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo với số điện thoại hotline bên mình, đó là 0968 277 835. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.